Xin chào tất cả quý vị khán giả của tạp chí Eternity. Và ngày hôm nay trong chủ đề Ryan Sai, Thu Hiền có mời tới đây một nhân vật vô cùng đặc biệt. Và đó là một cô gái, trước đây là một cô gái khá là tự ti, nhút nhát, nhưng mà không biết bằng cách nào cô ấy đã vượt qua chính giới hạn của bản thân mình để vươn lên một vị trí rất là cao và đạt được sự yêu mến, mến mộ của tất cả quý vị khán giả. Và đó chính là Miss Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vi. Xin chào Vi. Em chào chị ạ, chào khán giả của tạp chí Eternity. Không biết là có ai nói với Vi là ở ngoài đời Vi rất là trẻ và dễ thương không ạ? Thường thì mọi người khi mà gặp ở ngoài thì cũng nói em rất là trẻ hơn trong hình khá là nhiều. Ngày hôm nay thì cảm ơn Vi vì đã nhận lời mời phỏng vấn của Eternity Magazine. Dạo gần đây thì mọi người thường biết đến Vi với vai trò là một diễn viên qua MV của nam ca sĩ Eric. Và với MV này thì nhận được phản hồi rất là tích cực đến từ khán giả. Vậy thì cơ duyên nào để cho Vi từ một hoa hậu đến với một diễn viên? Vi có thể chia sẻ với tất cả mọi người. Thật ra là Vi rất là thích diễn. Thì mình có ngỏ lời, mình có nói với lại chị quản lý là chị ơi em dạo gần đây thì em rất là thích diễn á, nên là mình có ngỏ lời với chị rằng là mình mong muốn được đóng phim. Nhưng mà chị quản lý bảo là đầu tiên nếu như mà muốn đóng phim thì đóng thử một cái MV ca nhạc trước. Thì chị mới liệt kê ra một list các ca sĩ. Thì em thì em rất là thích Eric. Vừa hát hay cũng đẹp trai nữa. Thì mình mới bảo là thôi em muốn đóng chung với lại anh Eric. Thì cũng tình cờ là chị quản lý lại quen với anh quản lý cho anh Eric. Thì hai bên có trao đổi và sau đó thì đưa ra một cái kịch bản vì thấy nó khá là hợp lý. Sau đó là nó cũng là một cái duyên để mà mình có thể đóng góp mặt vào MV của anh Eric. Chà, chắc là nghe xong đoạn phỏng vấn này chắc là Eric phải rất là vui và nở mũi luôn ấy nhở. Và không biết là Vi nghe thì mọi người nói gì về công việc này của Vi? Khi mà MV ra mắt thì mọi người cũng dành cho Vi những cái lời khen. Các anh chị trong nghề cũng dành cho mình những cái lời khen là chưa qua trường lớp nào về diễn xuất nhưng mà diễn rất là thật và rất là lấy lòng, có nhiều cảm xúc đó, lấy lòng được khán giả. Thì Vi rất là vui tại vì thật ra là Vi cũng chưa có học về diễn xuất đó, tại vì mình có ý định là mình sẽ học nhưng mà vì đợt dịch đó nên là Vi chưa có thể học được. Là sau đợt MV này thì Vi nghĩ rằng là mình cần phải trau dồi phát triển thêm cái năng khiếu của mình. Và sau MV này thì chắc chắn là Vi đã tự tin hơn để có thể nhận lời cho những vai diễn tiếp theo đúng không? Trải qua 2 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2018 thì có cũng khá là nhiều ý kiến cho rằng là Trần Tiểu Vi vẫn còn hơi nhạt cả trong phong cách lẫn tính cách của mình. Vậy thì Vi suy nghĩ như thế nào về ý kiến này cũng như là Vi có muốn thay đổi gì ở mình và có kế hoạch gì sắp tới thì Vi có thể chia sẻ với Eternity ngày hôm nay? Thực ra là trong 2 năm đương nhiệm thì thực ra là Vi chưa thấy ai giống như là mình không có biết, không thấy được là mọi người bảo mình nhạt tại vì hình ảnh Vi thay đổi liên tục. Vi cố gắng trau dồi mình để mà mình hoàn thiện hơn, mình tốt hơn, thay đổi phong cách ăn mặc cũng như là về những cái buổi sự kiện hoặc là những cái buổi mình tham gia cộng đồng. Nói chung là Vi chưa có thấy ai nói mình nhạt cả tại vì Vi rất là kiểu trau dồi hình ảnh của mình để ngày càng hoàn thiện hơn. Và Vi kiểu rất là biết để mà mình thay đổi hình ảnh đó. Nên là Vi nghĩ rằng là trong 2 năm qua thì Vi đã hoạt động rất là tích cực về cả những hoạt động xã hội từ thiện và cả những các sự kiện hoặc là Vi đóng quảng cáo này kia chẳng hạn. Thì Vi cảm thấy mình đã hoàn thành đầy đủ cái trách nhiệm mà hoa hậu phải làm. Và là một cô sinh viên thì Vi vẫn đến lớp học, Vi vẫn tham gia các cái buổi hoạt động ngoại khóa của lớp. Nên là Vi nghĩ rằng là trong 2 năm Vi đã hoàn thành tròn cái trách nhiệm của không chỉ là một cô sinh viên mà là một cô hoa hậu nữa. Nên là Vi không cảm thấy là mình nhạt. Như vậy thì sau khi mà theo dõi buổi phỏng vấn này thì chắc chắn rằng những người đang có ý kiến như vậy người ta sẽ phải thay đổi suy nghĩ về Tiểu Vi rất là nhiều.
Hiền tin chắc là như vậy. Và được biết rằng Vi từng là một người rất là nhút nhát, rất là rụt rè, thì không biết là bằng cách nào mà Vi có thể vươn lên và trở thành một cô hoa hậu Việt Nam năm 2018. Vi cũng đánh giá bản thân mình rất là nhút nhát và tự ti luôn. Nhưng mà sau khi đăng quang thì rất là may, tại vì Vi có nguyên cả một ekip luôn hỗ trợ và luôn giúp đỡ mình để cho mình ngày càng tốt hơn và ngày càng tự tin hơn nữa. Nên là đó là lý do vì sao mà ngày hôm nay thì Vi rất là tự tin. Bên cạnh đấy thì Vi có cố gắng nhiều không? Tất nhiên là mình cố gắng thì bản thân mình mới hoàn thiện và mình mới tự tin được như ngày hôm nay. Công ty chỉ là một phần thôi, còn bản thân mình sẽ muốn mình như thế nào á, ý là bản thân Vi sẽ thay đổi nếu như mà Vi thực sự thay đổi. Mình vượt qua cái giới hạn của bản thân mình đúng không? Vậy thì Vi trở thành hoa hậu ở một cái độ tuổi còn rất là trẻ, Vi đang còn đi học. Như vậy thì Vi làm cách nào để có thể là cân bằng giữa lịch học với cả là một cái lịch trình dày đặc của hoa hậu? Rất là may tại vì nhà trường luôn hỗ trợ Vi. Biết là hoa hậu thì cũng có khá là nhiều lịch trình dày đặc, nên là nhà trường cũng hỗ trợ Vi rất là nhiều. Chẳng hạn như là những cái sự kiện nào mà quan trọng thì nhà trường sẽ cho phép Vi nghỉ, và sau đó thì mình sẽ học lại từ thầy cô sẽ chỉ lại bài cho mình. Nên là Vi cân bằng việc học và việc đi làm thì nó cũng khá là dễ dàng. Và nói chung là đại học thì nó cũng khó, nhưng mà sau 2 năm đăng quang thì Vi hết tháng 10 này thì Vi lên năm 3 thì bài nó khó hơn, thì mình sẽ từ chối các sự kiện nào mà nó không hẳn là quan trọng để mà tập trung việc học nhiều hơn. Thật sự đây là một cái quyết định cũng không phải là quá dễ dàng đối với một cô gái như Vi. Và qua đây thì chúng ta có thể thấy mặc dù sống ở trong showbiz, mặc dù là một cô hoa hậu với rất là nhiều lịch trình, nhưng mà Tiểu Vi biết phân biệt được và biết sắp xếp được và ưu tiên cho việc học của mình nhiều hơn. Vậy thì sắp hết nhiệm kỳ 2 năm rồi, Vi cũng đã từng tham gia rất là nhiều những cái sự kiện của cộng đồng. Vậy thì trong đấy cái sự kiện nào là Vi nhớ nhất? Đối với Vi thì những cái hoạt động thiện nguyện mà Vi tham gia thì nó đều mang những cái ý nghĩa rất là đặc biệt. Nhưng mà cái dự án mà Vi đặt cả tâm huyết vào đó là dự án về nước, để mà Vi làm tham gia cuộc thi Miss World năm 2018. Thì cái hoạt động đó thì Vi phải đi lên núi, là lên Bản Niệu ở tỉnh Quảng Bình, sẽ cùng với lại các anh bộ đội biên phòng xây giếng, đào giếng để mà có nước cho bà con ở trên núi dùng. Thì những cái hoạt động xây giếng nó rất là, phải nói nó rất là cực, tại vì đó là lần đầu tiên mà Vi phải hoạt động tay chân nhiều đến như vậy. Tại vì từ nhỏ tới giờ mình luôn ở chung với ba mẹ, xong rồi được ba mẹ nâng niu chiều, nhưng mà đó là lần đầu tiên mà Vi phải xúc đất rồi phải đẩy. Nói chung là nó rất là cực, nên đối với Vi dự án đó rất là đặc biệt. Đúng rồi, sau cái dự án đấy thì mọi người cũng mang lại một cái phản hồi rất là tích cực dành cho Tiểu Vi. Vậy thì sắp tới đây, không biết là Vi có kế hoạch nào dành cho cộng đồng hay là kế hoạch công việc Vi có thể chia sẻ trong thời gian tới đối với khán giả của Eternity? Sau 2 năm nhiệm kỳ thì Vi nghĩ rằng là mình vẫn sẽ tiếp tục có những cái dự án, có những cái hoạt động về xã hội, chứ không phải là hết nhiệm kỳ thì mình sẽ thôi luôn. Tất nhiên là mình sẽ đi tìm những cái nguồn nào mà khó khăn thì mình sẽ giúp đỡ. Và còn về công việc thì Vi sẽ tiếp tục như cái mong muốn của mình, đó là mình sẽ học một lớp diễn xuất và mong muốn là có thể đóng góp trong một cái bộ phim điện ảnh nào đó. Việc học thì sẽ tiếp tục học để mà học hết 4 năm để mà lấy bằng. Như vậy thì chúng ta có thể thấy hướng đi của Tiểu Vi rất là rõ ràng. Sau khi hết nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam thì cái việc mà Vi yêu thích đó chính là đóng phim, diễn viên đúng không? Và Vi sẽ theo đuổi ước mơ của mình, và cũng chúc cho Vi sẽ sớm đạt được cái thành quả mà Vi mong muốn trong sự nghiệp của mình. Và không biết là với cái ước mơ trở thành một diễn viên thì thể loại phim mà Vi hướng đến là phim điện ảnh hay là phim truyền hình?
Vi muốn hướng đến đó là phim điện ảnh. Và cái vai diễn mà Vi thích thì là vai phản diện, chính diện hay là vai một cái cô gái bánh bèo chẳng hạn? Tùy á, tại vì mình sẽ xem kịch bản, nếu như mà kịch bản nó phù hợp với lại Vi, cái vai đó nó phù hợp với Vi thì Vi sẽ đồng ý, có khả năng là phản diện hoặc là vai bánh bèo hoặc là một cô gái xấu xí chẳng hạn. Vai nào mình cảm thấy một trong một bộ phim đó thì mình cảm thấy mình phù hợp và mình có cái đất diễn thì Vi sẽ nhận. Vi có cảm thấy là mình có thể đóng được một cái vai phản diện cực kỳ là ác không? Cái đó thì chắc là phải học và cho cô giáo nhận xét, chứ mình không dám nói trước, nhưng mà Vi sẽ cố gắng hết sức nếu như mà được đóng trong một bộ phim vào vai phản diện. Hy vọng là trong thời gian sớm nhất thì chúng ta sẽ được đón xem một cái vai diễn mà Vi thể hiện thành công. Và không biết thì con người bên trong của Vi sẽ có tính cách như thế nào? Vi nhận xét về mình. Vi, theo như Vi thấy thì Vi khá là một người khá là khó tính, kỹ tính, cũng có đôi chút hiền và rất là hòa đồng và một chút khùng khùng. Khó tính, kỹ tính nhưng mà có đôi chút hiền thôi, còn lại là dữ đúng không? Cũng không hẳn là dữ, rất là, nói chung là khó tính tùy người. Quay trở lại với cái Hoa hậu Việt Nam thì chỉ còn vài tháng nữa thôi, Vi đã hết nhiệm kỳ thì không biết bây giờ cảm xúc của Vi như thế nào? Chỉ còn vài tháng thôi là Vi sẽ trao lại một vương miện cho một tân hoa hậu mới. Thì bây giờ Vi cảm thấy thời gian nó trôi khá là nhanh, chưa gì mà mình đã trao lại vương miện rồi. Và Vi rất là háo hức mong chờ để mà được xem cô tân hoa hậu mới như thế nào. Và mình có buồn không? Mình có hơi buồn khi mà trao lại vương miện sớm như thế không? Tuy là thời gian trôi qua nhanh nhưng mà Vi không cảm thấy hối tiếc, tại vì trong 2 năm đương nhiệm thì mình đã làm được rất là nhiều điều ý nghĩa cho xã hội, cho cộng đồng và cả cho bản thân mình và cho gia đình mình nữa. Đúng là khi mà mình làm được những cái phần ý nghĩa thì mình cảm thấy rất là hạnh phúc và không hối tiếc đúng không? Trước Vi đã có rất là nhiều hoa hậu đã dính phải scandal không mong muốn, và hiện tại Vi thì một cái hình ảnh cũng đang rất là an toàn, và không biết là hình tượng mà Vi muốn hướng đến là hình tượng như thế nào? Để mà nói an toàn thì nó không hẳn là an toàn, tại vì Vi đã biến hóa mình rất là nhiều phong cách và mình đã tạo ra rất là nhiều hình ảnh khác biệt để mà mọi người nhìn mình với nhiều hình ảnh khác nhau, chứ không phải là một hình ảnh, nên là gọi an toàn thì nó cũng không có đúng lắm. Thật ra là mình đã trao dồi hình ảnh mình rất là nhiều, và cái hình tượng mà Vi muốn hướng đến đó là cá tính nhưng vẫn mang một chút gì đó quyến rũ. Như vậy thì Vi nghĩ như thế nào về câu chuyện người đẹp và đại gia, và mẫu bạn trai lý tưởng của Vi là gì? Nên là Vi nghĩ rằng là nếu như mà có người yêu, không hẳn là đại gia về tiền bạc, nhưng mà đại gia về tình cảm, đại gia về sự bảo bọc che chở cho mình, Vi nghĩ nó cũng được, chứ không phải hẳn là nếu như mà có tiền thì là sẽ là đại gia. Thế Vi có phải là một tiếp người lãng mạn không? Chắc là một chút xíu thôi, một chút xíu của lãng mạn thôi. Thế trong tình yêu thì Vi mong muốn cái điều gì? Trong tình yêu thì Vi mình còn khá là nhỏ nên là mình không biết mình nói ra thì nó có đúng không nữa, nhưng mà Vi thì mong muốn là được người yêu sẽ hiểu mình và sẽ luôn yêu thương và ga lăng nữa. Thực ra thì mình nghĩ là cái chuyện đấy là ai cũng đều mong muốn, không gì bằng một cái người đàn ông mà người ta hiểu mình. Tại vì tất cả mỗi người thì người ta đều có cái tính cách khác nhau, nhưng tại vì chỉ cần là chúng ta hiểu và nhường nhịn nhau một chút thì mọi thứ nó sẽ tốt đẹp hơn. Và không biết là mẫu bạn trai lý tưởng của Tiểu Vi là gì? Mẫu bạn trai lý tưởng hả? Vi thì không có mẫu bạn trai lý tưởng đâu. Nếu như mà mình thích người đó thì mình sẽ yêu thôi. Một người đàn ông sẽ luôn lắng nghe mình, sẽ luôn hiểu mình, đại
nãy chị nói là đại gia đúng không, thì em nghĩ rằng là đại gia cũng không bằng cái người mà sẽ luôn nghe mình kể những câu chuyện về cuộc sống, sẽ luôn thấu hiểu những cái chuyện mà mình đã kể và nói chung là dành hết tình yêu thương cho mình. Tức là Vi mong muốn một người có thể sẻ chia những cái buồn vui, những cái cay đắng, những tất cả những cái gì trong cuộc sống đúng không? Và một lần nữa xin được cảm ơn Vi về buổi trò chuyện vô cùng ý nghĩa và vui ngày hôm nay. Và chúc cho Vi sẽ luôn luôn đạt được những cái mong muốn, những cái mục tiêu mà Vi hướng đến. Và hãy dành cho khán giả của Eternity một lời chúc trước khi chúng ta chia tay. Chúc cho độc giả của tạp chí Eternity sẽ luôn có thật nhiều sức khỏe và hãy luôn theo dõi cũng như là ủng hộ Tiểu Vi trên chặng đường sắp tới, và chúc cho tạp chí Eternity sẽ ngày càng phát triển hơn nữa.